Dạ, trân trọng kính chào quý tôi con Chúa, chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa ngày hôm nay. Hôm nay tôi xin báo cho quý vị một tin không được vui lắm, đó là à, đây là một đoạn kinh thánh tới hơn 80 câu kinh thánh lần. À, chính xác là 89 câu, thêm một câu nữa là đúng 90. <laughs> chúng ta sẽ có một đoạn kinh thánh khá dài cá dài thì à, đọc kinh thánh nhiều thì phước hạnh nhiều. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa tập trung vào lời của Chúa để chúng ta được gây dựng với nhau. Đó là lời của Chúa cho mình. Và tôi nghĩ đoạn này hơi dài cho nên mình cứ đọc. Rồi à, không dừng lại chỗ nào cũng tốt, còn nếu dừng lại thì chúng ta à, dừng lại ngắn gọn ở đâu đó rồi từ từ chúng ta sẽ suy gẫm đoạn này sau. À, chúng ta sẽ cầu nguyện rồi xin chúa soi sáng cho mình rồi mình à, mình à, dừng lại chỗ nào được thì mình sẽ dừng lại thì chúa chúng con biết đây là một đoạn kinh thánh khá dài cho chúng con à, dài à, chúng con không phải than dài nhưng mà chúng con ngại dài là bởi vì à, cái con người phàm của chúng con nếu dài quá thì chúng con sẽ bị vấp chỗ này vấp chỗ kia rồi làm thiếu đi cái tính tôn trọng lời của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho à, Chúa thanh tẩy chúng con và làm mới tâm trí chúng con cho nó có một sự trong sáng đặc biệt và nó có một cái sự nhạy bén trước những cái lời chữ mà và ý nghĩa mà Chúa muốn dùng dạy dỗ nhắc nhở chúng con. Con cầu xin Chúa ngài thăm viếng cho. Để rồi chúng con có một thì giờ thiết là ngọt ngào phước hạnh ở trong lời của chúa cảm ơn cha rất là nhiều Còn dân phó thì giờ này ở trong sự sức giàu của chúa và cầu nguyện cùng chúa bấy nhiêu lời trong danh jesus christ amen rồi chúng ta à, tranh thủ đọc lời của chúa ở đây khi moses đã dựng xong đền tạm và đã sức giàu cùng biệt riêng ra thánh hết thảy các đồ đạc của đền tạm sức giàu và biệt riêng ra thánh bàn thờ và hết thảy các đồ đạc của bàn thờ rồi thì các trưởng tộc của Israel tức là các quan trưởng về những chi phái mà đã cai trị cuộc tu bộ dân dân chợ dân, dân chúng đó đều đem lễ vật của mình đều, đều đem dân lễ vật của mình vậy các quan trưởng dẫn lễ vật mình đến trước mặt Đức Jehovah sáu xe cộ hình như cái kiệu và 12 con bò đực nghĩa là mỗi hai quan trưởng đồng dân một xe cộ và mỗi người dân một con bò đực họ dâng những lễ vật đó trước đền tạm. À như vậy thì 12 chi phái này dân dâng dân 6 cái xe thì sao trong sáu xe đó không biết sáu xe cộ hình 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 như cái kiệu thì tôi không biết có đựng gì trong đó không nhưng mà sáu cái xe hình như cái kiệu chắc có lẽ là để kéo những cái đồ à, những cái đồ mà của đền tạm đi đó rồi sáu chiếc xe cộ đó rồi mười hai con bò đực có nghĩa rằng là có lẽ mười hai con hai con hai bên để kéo chiếc xe đó đó là cái mà tôi hình dung ra cho nên quý vị thấy cái điểm chỗ này đó là mười hai người thì dân mười hai con bò thì và sáu chiếc xe tức là hai con bò cho một chiếc xe để kéo đi đó rồi đó là lễ vật dân cho dân cho trước đền tạm rồi Chúa dạy làm gì với những điều đó đây? Đức Giê-hô-va bèn phán với môi xe hãy thâu nhận các lễ vật của lễ lễ vật của những người này để dùng vào công việc hội mạc đó. quý vị thấy đó, dân cái đó để dùng vào công việc hội mạc, tức là càng chiên chở những cái đồ trong liên quan đến hội mạc đó. À, rồi hãy giao cho người Lê-vi, tức là mọi người tùy theo chức phận của mình có nghĩa rằng là người trong người tri phái Lê Vi được biệt riêng ra để lo việc hội mạc hay đền tạm đó thì họ mỗi cái gia tộc ở trong đó mỗi gia tộc thì thì được phân chia cái công việc nó ở trong đền tạm nó khác nhau ở đây mình có ba cái gia tộc cái gia tộc thứ nhất là gia tộc gạt sơn quý vị nhớ đó là đứa con trai lớn rồi gia tộc thứ nhì là gia tộc kê hát và gia tộc à, merari ba à, cái gia tộc đó thì trong ba cái gia tộc đó thì có tám cái gia tộc khác nữa nhưng bây giờ thì mình chỉ thấy được ba cái gia tộc này để mình có thể hiểu rõ vấn đề ở đây mà thôi thì môi xe làm gì đối với những cái lễ vật mà 12 quan trưởng dân để làm công việc hội mạc ở đây và bây giờ phải giao cho người lê vi tức là người những người tùy theo cái chức phận của họ trong công việc được giao phó đó vậy đến câu số 6 như thế này vậy môi xe bèn nhận các xe cộ và những bò đực giao cho người lê vi người giao cho con cháu gặt xôn hai xe cổ bốn con bò đực đúng rồi hai xe thì bốn con bò rồi tùy theo um, uh, tùy theo chức phận của họ rồi người cũng giao cho con cháu Merari bốn xe cộ và tám con bò, tức là tổng cộng 12 con bò và 6 xe cộ đã được giao. Thứ nhất giao cho gia tộc Gạtson hai xe và bốn con bò giao cho gia tộc Merari bốn xe và tám con bò tùy theo chức phận của họ. Và đối với cái gia tộc à, Merari đó thì có thầy tế lễ Eli Y-tha-ma uh, con trai của uh, thầy tế lễ Aaron để lo quản lý về cái, chi, cái cái gia tộc này và những cái công việc của đền tạm ở đây. Câu số 9 người nhưng người không giao cho chi các con uh, con cháu uh, kê hát vì họ mất phần công việc về những vật thánh gánh vác trên những vật đó trên vai mình tức là đối với con cháu kê hát đó thì à, những cái đồ mà con cháu kê hát chịu trách nhiệm đó là phải khiên và vác mà thôi những cái vật này nó liên quan đến nơi chí thánh và nơi thánh cho nên những vật này chỉ có những cái cái gia tộc kê hát này đụng vô và họ cũng không được đụng họ cũng không được nhìn nữa. à, môi xe và aron các thầy tế lễ đậy lại hết và phân đau đó hết rồi rồi thì khi bắt đầu rời rời đi đó thì họ mới được vào và nhiệm vụ của họ chỉ khiêng đến nơi khiêng đi tới nơi mà thôi à, còn việc còn lại thì à, các thầy tế lễ môi xe làm những cái việc còn lại đó là phân về cái lễ vật mà do mười à, hai quan trưởng đem nợ rồi trong ngày à, bàn thờ à, được sức giàu các quan trưởng dâng lễ vật mình trước bàn thờ về cuộc khánh thành nó Đức Giê-hô-va phán với môi xe rằng các quan trưởng phải đem lễ vật về cuộc khánh thành bàn thờ. Ngày này thì người này thì ngày này và người kia thì ngày kia. Có nghĩa rằng là 12 quan trưởng này cứ thứ tự mà mà dân lễ vật của mình. Cái phần ở trên dân á, là dân cho cái chung về từng gia tộc, từng chi phái, À, dân chung mười hai con bò và và sáu cái xe cộ để làm công việc chuyên chở của đền tạm và tất cả những điều đó được giao cho hai gia tộc thuộc về chi phái Lê Vi gia tộc thứ nhất là gạch son và gia tộc thứ nhì được à, giữ bốn xe và tám tám bò đó là gia tộc Merari gia tộc Kehat không được không có cái đó là bởi vì tất cả những vật mà À, gia tộc này chịu trách nhiệm là đụng đến những cái vật thánh ở trong nơi chí thánh và nơi thánh cho nên hai cái đồn những cái này chỉ có khiêng mà không có chở nên không cần xe cộ mà không cần bò để kéo rồi à, sau những cái đó xong thì từng gia tộc trưởng á, từng quan trưởng phải dâng cái tế lễ riêng của mình nữa thì bây giờ dân cái đó mỗi một ngày thì một quan trưởng dân lễ vật của mình thì những cái lễ vật là gồm có những gì và 12 ngày thì 12 quan trưởng. Quý vị thấy mỗi một ngày có một quan trưởng đem đồ đến dân. Mình thấy cái cảnh khánh thành cái đền thờ, cái cái hội mạc đó, cái cái đền tạm đó phải nó rất là long trọng, rất là đặc biệt. 12 ngày cứ ngày này tới chi từng chi phái đem của đến dân đem tệ lễ vật đến dân phải nói là một ngày hội ở trong ơn của Chúa cho được dân sự của Chúa ở đây chúng ta cầu nguyện Chúa cho chúng ta cũng có những cái ngày hội như vậy ở trong à, cuộc sống của mình trong tâm linh của mình mình có những cái ngày mình rất là vui mình đem lễ vật mình dân cho Chúa mình cung hiến một điều gì đó cho Đức Chúa trời à, bởi à, lòng biết ơn hoặc là bất cứ một điều gì À, mình muốn bày tỏ cái lòng của mình đối với đối với Chúa. Anh thấy đó là những cái giờ phút rất là đặc biệt. Ở đây thì mình bắt đầu mình xem thử coi à, từng lễ vật được dâng từng ngày như thế nào đây, và câu 12. Người dân lễ vật mình ngày đầu, đó, người dân lễ vật mình ngày đầu là Na-ha-son, con trai của Aminadab thuộc chi phái Juda có nghĩa là bắt đầu từ chi phái Juda dân tế lễ đầu tiên rồi lễ vật gồm có cái gì lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 xích lơ một cái chậu bạc nặng 70 xích lơ theo xích lơ ở của nơi thánh. Cả hai đều đầy bột lọc nhò dầu dùng về của lễ chay. Một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy thuốc thơm. Một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu. Một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân thì hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên giáp năm. Đó là lễ vật của Nahason, con trai của Aminadab. À, như vậy là lễ vật của quan trưởng đầu tiên. Đó là quan trưởng tên là Nahason à, thuộc chi phái Levi cái của lễ à, chị cũng đơn giản phải không? thứ nhất là một cái đĩa bằng bạc, một cái đĩa bằng bạc, một uh, nặng 130 trăm lơ bạc thôi, rồi một cái chậu bằng uh, bạc nữa, cái chậu này nặng 70 chục xít lơ, rồi uh, hai cả hai cái đó đều cái chậu và cái cái dĩa đó đều đựng đầy bột lọc nhồi đã nhồi dầu và để dùng làm của lễ chay và một cái chén vàng à cái chén vàng nặng 10 lơ và trong cái chén này thì chỉ đựng cái thuốc già thuốc thơm mà thôi và ngoài những cái ba cái món đó ra thì còn gì nữa một con bò đực tơ nè một con chiên đực nè một con chiên con giáp năm nè ba cái con này dùng làm của lễ thiêu và một con dê đực nữa để dùng làm của lễ chuộc tội cứ mỗi một ngày trong vòng 12 ngày làm y như vậy rồi gì nữa về của lễ thù ân thì có hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là của lễ thù ân thì gồm như vậy thì tổng cộng lại để dân những điều đó, à, mỗi người đều dân y chang với nhau như vậy. À, rồi đó là ngày thứ nhất, và chi phái Giu-đa đến ngày thứ nhì là ai đây? Đến ngày thứ nhì là Na quan trưởng tên là Nathanael, con trai của Sua, quan trưởng của Ikasa, dân lễ vật mình. Đây là chi phái Ikasa, tên là Nathanael. Rồi, ông dân cái gì nữa? thì ông dân một cái đĩa bằng bạc 130 xít lơ rồi một cái chậu bằng bạc nặng 7 xích lơ y chang như vậy thôi. Rồi tất cả đều được à, uh, cân đo theo xích lơ thánh. À, xeo xích lơ của nơi thánh cả hai cũng đều làm gì đầy bột lọc nhồi dầu và dùng dùng về tế lễ chay và một cái chén vàng nặng 12 xích lơ đầy dầu thơm một con bò tơ đực một con chiên đực và một con à, chiên con giáp năm dùng làm của lễ thiêu và một con chiên đực dùng làm của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân thì hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là của lễ à, lễ vật của Nathanael con trai của Sua thuộc chi phái Ikasa rồi, đó là ngày thứ nhì. Và ngày thứ ba thì sao? Cũng vậy luôn, nhưng mà chi phái Sabulon. Rồi, bây giờ mình cũng phải đọc những điều này như sau. Ngày thứ ba đến quan trưởng của con cháu Sabulon là Eliab, con trai của Helon, lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 xích lơ, một cái chậu bạc nặng 70 xích lơ. Theo xích lơ của nơi thánh, cả hai đều đầy bột lọc nhờ dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy dầu thơm một con bò tơ đực tơ một con chiên đực một con chiên con giáp năm dùng về của lễ trai của lễ thiêu một con dê đực dùng là về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân thì có hai con bò đực năm con chiên đực năm con chiên năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Eliab con trai của Helon thuộc chi phái à Sabulon và giờ đến ngày thứ tư à, đến quan trưởng của con cháu Ruben là Elisu con trai của Sidiel lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 xích lơ một cái chậu bạc nặng 70 xích lơ theo xích lơ của nơi thánh cả hai đều đầy bột lọc nhờ dầu dùng về của lễ chay một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy thuốc thơm một con bò đực tơ một con chiên đực một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu và một con chiên một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân thì hai con bò đực năm con chiên được đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm. Đó là lễ vật của Elisu, con trai của Sê -điêu. Đến ngày thứ năm, đến quan trưởng của con cháu Simeon là Selumien, con trai của Suri Hadai, lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 xích lơ, một chậu bà bạc nặng 70 xích lơ theo xích lơ của nơi thánh. Cả hai điều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con dê, một con chiên con giáp giáp năm dùng về của lễ thiêu và một con chiên đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Seluen con Selumien con trai của Suri Hadai đến ngày thứ sáu quan trưởng của con cháu gác là Eliasap, con trai của DUN lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 xích lơ, một chậu bạc nặng 70 xích lơ, theo xích lơ của nơi thánh cả hai đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy thuốc thơm, một con bò tơ đực, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Eliasap con trai của Duen Ngày thứ bảy đến quan trưởng Của con cháu Ephraim là Elisama Con trai của Amihut Lễ vật của người Là một cái đĩa Bạc nặng 130 sít lơ Một cái chậu đồng bạc Nặng 70 sít lơ Theo sít lơ của nơi thánh cả hai Cái điều đầy bột à, lọc nhò dầu Dùng về của lễ chay Một cái chén vàng Nặng 10 sít lơ đầy thuốc thơm Một con bò tơ một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con chiên đực, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân thì hai con bò đực, Năm con chiên đực, năm con dê đực Và năm con chiên con giáp năm Đó là lễ vật của Masama, Con trai của Amihut Ngày thứ tám đến quan trưởng Của con cháu Manasse Là Gamaliel, Con trai của Fedaksu Lễ vật của người Là một cái đĩa bạc nặng 130 sít lơ Một cái chậu bạc nặng 70 sít lơ Theo sít lơ của nơi thánh Cả hai đều đầy À, cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy thuốc thơm, một con bò tơ đực, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Gamaliel con trai của Fedaksu. Đến ngày thứ 9, quan trưởng của con cháu Benjamin là Abidan, con trai của Gideonie, lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 sisler, một cái chậu bạc nặng 70 xích lơ theo xích lơ của nơi thánh cả hai cái đều đầy bột à, lọc nhờ dầu dùng về của lễ chay một cái chén vàng nặng 10 xích lơ đầy thuốc thơm một con bò đực tơ một con chiên đực một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Abidan con trai của Gideoni đến ngày thứ 10 đến quan trưởng của con cháu đang là Ahises Ese con trai của Amisadai, lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 lơ, một cái chậu bạc nặng 7 chục lơ, uhm, Theo lơ của nơi thánh, cả hai cái đều đầy bột lọc nhờ dầu dùng về của lễ chay, một cái chén vàng nặng 10 lơ đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Ahiese con trai của Amisadai ngày thứ 11 đến quan trưởng của con cháu Ase là Phageen con trai của Ốc Rang. Lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 sisler, một cái chậu bạc nặng 70 sisler theo sisler của nơi thánh. Cả hai đều đầy bột lọc nhò dầu dùng về của lễ chay cái một cái chén vàng nặng 10 lơ đầy thuốc thơm, một con bò tơ, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu, một con dê đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân, hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Phagien con trai của ốc rang.

đến quan trưởng của con cháu Neptali là Ahira, con trai của Enang Lễ vật của người là một cái đĩa bạc nặng 130 Sisler, một cái chậu bạc nặng 70 Sisler theo Sisler của nơi thánh. Cả hai cái đều đầy bột lọc nhồi dầu dùng về của lễ chay một cái chén vàng nặng 10 sisler đầy thuốc thơm, một con bò đực tơ, một con chiên đực, một con dê, một con chiên con giáp năm dùng về của lễ thiêu một con chiên đực dùng về của lễ chuộc tội và về của lễ thù ân thì hai con bò đực năm con chiên đực năm con dê đực và năm con chiên con giáp năm đó là lễ vật của Ahira con trai của Enan ấy là là những lễ vật của quan trưởng các quan trưởng Israel dân về cuộc khánh thành bàn thờ khi bàn thờ được xức dầu 12 đĩa bạc 12 chậu bạc 12 chén vàng mỗi cái đĩa bạc nặng 130 sisler và mỗi chợ cái chậu nặng 70 sisler tổng cộng số bạc của đĩa và chậu là 2.400 lơ theo Sisler của nơi thánh. 12 cái chén vàng đầy thuốc thơm, mỗi cái 10 Sisler theo Sisler của nơi thánh. 12 chén vàng à, tổng số vàng của chén nặng được 120 Sisler. Tổng số bò đực về của lễ thiêu là 12 con với 12 con chiên đực, 12 con chiên con giáp năm, cùng những của lễ chay kèm theo và 12 con dê đực dùng về của lễ chuộc tội. Tổng số bò đực về của lễ thù ân là 24 con với 60 con chiên con đực và 60 con dê đực, 60 con chiên con giáp năm. Ấy là lễ vật dân về cuộc khánh thành bàn thờ sau khi bàn thờ được sức giàu rồi. Khi môi xe vào hội mạc đặng đặng hầu chuyện cùng Đức Giê-hô-va thì người nghe tiếng nói cùng mình từ trên nắp thi ân để trên hòm bản chứng ở giữa hai cherubim người hầu chuyện với Đức Giê-hô-va như vậy. Người cùng hầu chuyện với Đức Giê-hô-va vậy. Cảm ơn Chúa chúng ta có lời của Chúa chúng ta đọc tuy một đoạn dài nhưng tóm lại là ở đây chỉ có nói đến 12 quan trưởng dân lễ vật cho ngày khi đền tạm à, vừa được dựng xong và khánh thành bàn thờ và khi khánh thành bàn thờ cần những cái vật mà được à, được dâng lên để để à, để làm lễ cung hiến đó thì nhà mười quan trưởng này đã đại diện cho dân sự của Chúa dân những của lễ à, đặc biệt như vậy thì à, cứ à, mỗi, mỗi quan trưởng thì một cái cái đĩa vàng đúng không một cái đĩa bạc một cái chậu bạc rồi một cái chén vàng rồi à, tất cả những con con dê con chiên à, đã được à, à, Chúa chỉ ra để mang đến để dân và cảm ơn chúa từng chi phái một từng ngày một họ thứ tự họ làm như vậy ở trong sự chỉ bảo của chúa đó là điều hết sức là đặc biệt sau khi hoàn tất cái điều đó xong đó thì môi xe mới vào hội mạc mà hầu việc với đức chúa trời à, cảm ơn chúa về điều đó à, đôi, chúng ta cần phải hiểu được ở trong cuộc sống tâm linh của mình Uh, có những cái uh, trách nhiệm về thuộc linh giữa mình với Chúa nó cần được hoàn tất trước khi chúng ta có thể hầu chuyện với Chúa. Đôi khi mình muốn hầu chuyện với Chúa mà những cái công việc cần thiết mình không thực hiện thì rất khó để chúng ta có những cái thì giờ hầu chuyện với Chúa mà mà thật sự đúng ở trong cái mình cần hầu chuyện với chúa hầu chuyện với chúa có nghĩa rằng là có một cái qua lại giữa mình với chúa chứ không phải hầu chuyện với chúa có nghĩa rằng là chúng ta à, dành một tí thì giờ à, nói một vài điều rồi là xong Thứ không hầu chuyện với chúa là nói đến một cái thời giờ ngồi đó để tâm nói qua nói lại giữa hai bên nói qua nói lại chứ không phải rằng là một chiều giữa chúng ta nói với chúa mà thôi à, cho nên để cái hầu chuyện này à, với chúa nó xuất hiện và nó kết kết quả đúng như điều đó thì những cái việc cần thiết cần phải thực hiện thì chúng ta cần phải làm điều đó ở trong trường hợp này thì các trưởng lão cần phải mang lễ vật của mình như lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền vì vậy trong cái bài học đơn sơ này chúng ta tra xét lại chúng ta có đang thực hiện tất cả những bước còn lại những những chuyện cần thiết để trước khi chúng ta bước vào cái việc hầu việc và hầu chuyện với Đức Chúa Trời hay không, hay là chúng ta cứ à, cứ bạ đâu chúng ta làm đó, à, chúng ta không có một cái thứ tự, không có một sự chuẩn bị gì cả à, để rồi chúng ta cứ vội vã à, nói vài câu rồi chúng ta xong việc của mình. À, chúng ta nên có thì giờ chút, chuẩn bị đâu đó hết, tinh thần đâu đó hết. Và cứ 12 ngày như vậy một trưởng lão từng ngày một đem của lễ đến dân. Và trong đó chuẩn bị cho tinh thần của dân sự của Chúa. Cứ họ cứ nôn nao tới cái phái viên của mình. Và cứ chờ đợi, chờ đợi dân cho xong của tế lễ. Rồi môi xe đến ngày sau khi dân xong rồi môi xe mới vào trong đền thờ hội mạc để hầu chuyện với Chúa tại đó. Và khi môi xe vào hầu chuyện với Chúa thì Chúa phán với môi xe, Chúa nói chuyện với môi xe ngay trong cái trên cái nắp thi ân ở bên trong cái nơi chỉ thánh đó. Nó là đặc biệt mà chúng ta cần có trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay chúng ta cần phải thực hiện những điều cần thiết. Chúng ta biết điều đó là điều gì. Chúng ta có phải dọn dẹp điều kia, chuẩn bị điều nọ, chuẩn bị điều kia. Để rồi chúng ta có một cái thời giờ tốt nhất để chúng ta bước vào trong sự hầu việc hầu chuyện với ngài đừng cố gắng nghĩ rằng mình, mình cố gắng mình có một 15 phút devotion gì đó là đầy đủ thôi không không có đâu mình sống mỗi ngày với 15 20 phút devotion nó chỉ cho mình một cái cảm giác là mình có đọc kinh thánh và cầu nguyện vậy thôi Chứ 15 phút, 20 phút đó mình không có một cái cảm nhận để mình có thể nghe được tiếng Chúa phán, Chúa dạy cho mình là gì ở trong đời sống của mình. Nó cần phải có một cái tiến trình nôn nã chờ đợi trước khi chúng ta bước vào cái chỗ này. Còn nếu không thì mình không có cái sự trong đợi đó Mình vô, mình chỉ tập trung vô chính mình Con mệt quá chú ơi, con bị bệnh này, con bị bệnh kia Ông kia bà nọ thế này, gia đình con thế kia Rồi con dâng hết cho chúa rồi Con cầu nguyện trong danh chúa Jesus Christ Amen Cái mình xong câu chuyện là mình biết ngày hôm nay Mình có cái mối thông công với chúa Không phải đâu Cái đó không phải, nó không mang lại chúng ta một ít lợi Về sự trưởng thành thuộc linh nhưng nó chỉ tạo cho chúng ta một thói quen. Mà cái thói quen đó, mình tưởng là cái thói quen thuộc linh. Nhưng cái thói quen đó, nó hình thành trong chúng ta một cái sự biến nhát thuộc linh. Bởi vì cái thói quen đó nó không làm cho chúng ta có thì giờ lắng động không có thì giờ để đào sâu, không có thì giờ để bày tỏ lòng của mình chân tình và không có một cái thì giờ để phơi bày một cái rõ ràng và và hết thật là thật lòng của mình ra. Cái gì cũng vậy, cái gì mình lập chụp là nó chỉ có bề ngoài thôi. Hấp tấp nó cũng chỉ có bề ngoài thôi. Nhưng mà khi mình lắng lòng xuống mình bày tỏ con người thật của mình ra, bày tỏ tất cả mọi sự của mình ra ở trong sự hiện diện của Chúa thì lúc bây giờ tiếng Chúa sẽ phán với mình. Đó là lúc chúng ta hầu chuyện với Chúa. Nó cầu nguyện để chúng ta có được cái tâm tình đó, có được cái thời giờ đó ở trong cái sinh hoạt tâm linh của mình để hầu mình trưởng thành. Chứ mình không phải mình sống theo những cái thói quen của con người nữa. Đó là vài điều chúng ta tôi ước ao à, tâm tình ở đây một tí rồi chúng ta cầu nguyện với nhau. À, không cần phải đọc lại nữa bởi vì quá dài mất chúng ta sẽ mất thì giờ nếu quý vị muốn nghe lại thì mình sẽ nghe lại à, mình đọc lại nhưng mà tôi nghĩ đến đây mình cầu nguyện mình dâng cái vấn đề này cho Chúa Chúa ơi con muốn có một cái tâm tình chuẩn bị mọi sự trước khi chúng con bắt đầu à, cái ta bước vào cái, chỗ mà họ được hầu chuyện với Ngài. Đó là cái tâm tình của mình. Thì Chúa chúng con cảm ơn Ngài. Chúa cho chúng con có cơ hội đọc à, dân số ký đoạn 7 là một đoạn khá dài. Nhưng tóm lại, Chúa cho chúng con thấy 12 trưởng lão đã làm gương cho dân sự của Chúa về tế lễ. Chúa của chúng con ơi, con cầu nguyện xin Chúa cho chúng con cũng học tấm gương này. Dân tế lễ nào mình được cần phải dân hoàn tất điều đó trước khi bước vào sự hiện diện của Chúa để kinh nghiệm và sống trong ơn của Chúa để đón nhận được sự dạy dỗ của Chúa, sự phán bảo của Chúa cho đời sống của chúng con. Cảm ơn Ngài rất là nhiều. Bao nhiêu cái nhiêu khê của hiện tại. Hãy nói chúng con dâng cho Chúa và xin Chúa bày tỏ cho. Để chúng con biết làm gì, hành xử ra sao ở trong ơn của Chúa. Cảm tạ cha rất là nhiều. Xin cho chúng con có đủ thì uh, để thật sự hầu việc Chúa, lắng nghe tiếng của Chúa, kinh nghiệm được một cái cái sự chân tình của chúng con được bày tỏ ra một cách rõ ràng và và tất cả ở trước sự hiện diện của Ngài. Con cảm ơn Chúa rất là nhiều. Con trao phó chúng con trong ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Chúa ngày hôm nay. À, xin chúc mừng một lần nữa, chúng ta sẽ có 89 câu kinh thánh của ngày hôm nay. Xin chúc mừng tất cả quý vị, Nguyễn Chúa Ban Phước cho.